Hôm nay trên tay mình đây là chiếc loa Marshall Stockware, chiếc loa em út của cái dòng loa sản phẩm portable Bluetooth của Marshall. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong ha. Marshall thực sự nó là một hãng đã rất là nổi tiếng và có truyền thống từ lâu đời rồi. Thì các bạn có thể thấy đây là từ năm 1962 luôn á. Rồi, bên trong đây đầu tiên là các bạn có thể thấy một chiếc loa bọc vải nhung ha. Phụ kiện của nó thì có là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một cái cục adapter dành cho sạc 15V ha. Và một cái cục thay thế adapter đầu adapter khác. Rồi, bây giờ đến nhân vật chính của chúng ta. Đây là chiếc loa Marshall Stockware với cái lớp vỏ cover bằng da, nhìn rất là đẹp và sang trọng ha. Thì cái lớp vỏ cover này các bạn có thể gỡ ra cũng được. Và cái lớp cover này thì không chỉ là bảo vệ cho loa mà cũng có thể làm stand cho cái loa này luôn, rất là tiện lợi. Rồi, ở phía bên ngoài các bạn có thể nhìn cái lớp grill trên mặt vỏ loa nhìn rất là sang trọng, nhìn cái màu đồng rất là đẹp ha. Ở phía trên thì các bạn có thể thấy đây là những cái nút chức năng, nút nguồn này, đây là nút pair Bluetooth, cái nút này là phone, phone này thì các bạn có thể sử dụng để nghe gọi điện thoại luôn ngay trực tiếp trên loa. Và ba cái nút đặc biệt đó là volume, bass và treble, thì những lúc này các bạn có thể nhấn lên để điều chỉnh một cách dễ dàng hơn. Rồi nhấn xuống thì để gặp lại mang đi cho tiện thôi. Rồi, cái nút bên cạnh đây là nút source, thì các bạn có thể chỉnh đầu vào của cái loa Marshall Stockwell này. Thì nó chỉ có hai input thôi, thì đó một là Bluetooth và hai là cái cổng 3.5 này. Thì về Bluetooth thì con này sử dụng là Bluetooth chuẩn là 4.0 và có hỗ trợ thêm là Aptis nữa. Thì mặt sau các bạn có thể thấy đó là hai cái khay để đựng cái lớp miếng cover này ha. Và một cái cục sạc chịu phun, một số cái đầu sạc 5V 1A dành cho các thiết bị di động. Rồi, ở bên này đó là một cái đầu sạc của cái adapter mới nãy á, nó là 15V DC á. Rồi, ở phía mặt trên thì nó bao bằng cái lớp cao su mềm nhưng mà cầm rất là chắc tay. Con này thì khoảng 1,2 kg thôi mà cái công suất của nó cũng rất là tốt. Thì ở bên trong nó là có hai cái con woofer với cái đường kính là 2,25 inch, và mỗi con woofer đó thì đều có một cái amplifier Class D 10W nuôi nó hết á. Thật ra các bạn đảm bảo là trong cái phòng mà cỡ từ 20 đến 30 mét thì 30 đến 30 mét á, thì nó sẽ phát huy hết công suất luôn, đảm bảo độ phụ phòng cũng tương đối tốt luôn. Một chút về chất âm thì chất âm của con này của Marshall thì trước giờ nó vẫn nổi tiếng với độ bass nó máu hơi máu lửa và đặc trưng, tuy nhiên cái độ bass còn có độ dày và ấm, thì các bạn có thể nghe được các thể loại như nghe tạp thì rất là ổn rồi. Nhưng mà đặc biệt thì các bạn như mình thấy thì hầu hết mọi người hay chọn đó là rock và rock classic hay là alternative. Còn nếu mà những bạn nghe mà nhạc vàng á, thì con này cũng rất tốt, bởi vì bữa trước có một anh khách của mình cũng thử qua thử con này nghe trường vũ, trời nghe cũng khen tuyệt vời luôn á. Thì con này nói chung nghe gì cũng tốt đó. Rồi, thì về khả năng chống nước hay là chống sốc thì con này không có hỗ trợ gì hết á. Nhưng mà cái đặc điểm mà lớn nhất của nó so với những cái đối thủ cạnh tranh của nó là con này sử dụng pin lên hỗ trợ pin lên đến là 25 tiếng đồng hồ sử dụng liên tục luôn, thì qua hơn ngày luôn á. Thì không biết các bạn sử dụng hết pin nó không. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.